hỏi mình tình hình cái giá củ sắn dây đầu vụ Kinh Môn và khi nào thì giá khi nào thì đã có để thu hoạch. Thì ngay đằng sau mình là một cái vườn sắn dây, thì nhà mình ở Kinh Môn luôn. Mình cũng chia sẻ luôn là trong cái thời điểm giá sắn dây ấy, thì cái tầm cách đây một tháng thì bên Ngọc Thạch Thanh Hóa mọi người đã thu sắn dây, và cái sắn dây cái củ ở đấy nó hơi tròn tròn một tí, thì giá đã là bao nhiêu, 15 đến 17 nghìn một cân các bạn nhé. Thì giá củ sắn dây Kinh Môn dự tính sẽ rơi vào tầm 20 nghìn. Đấy, để các bạn có thể biết hiểu qua. Thì còn cái tình trạng là cái củ nó đã đạt chưa, thì hiện tại mình trả lời qua là hiện tại cái củ chưa thực sự đạt, ít nhất phải rơi vào tầm nửa tháng hoặc một tháng nữa thì mới có thể thu hoạch kiểu sắn dây đầu vụ, những cái nhà trồng sớm ấy. Thì bây giờ mình sẽ cho vào các bạn xem cái vườn sắn dây để các bạn hiểu hơn về cái hiện tại sắn dây Kinh Môn như thế nào. Thì đây các bạn xem những sắn dây gốc rất là to rồi. Tầm này thì đây củ đây các bạn xem củ này. Đấy, củ này thì củ bắt đầu cũng có rồi, một cái ụ như này đây, xa ra tí này. Ụ ở Kinh Môn nhà mình ấy, thì một ụ này bây giờ rơi vào tầm chắc tầm này khoảng tầm 80-100 cân. Nhà này thì nhà chuyên trồng sắn dây bón cái phân này. Đây các bạn nhìn ha. Thế nên là cái củ sắn dây cũng là ở Kinh Môn rất là ok rồi. Các bạn nào mà muốn đặt củ sắn dây nhá, thì các bạn phải đặt trước. Nếu mà các bạn mua lẻ hay là mua sỉ thì nhà mình đều có. Nếu mà mua lẻ thì nhà mình có thể ship bên giao hàng nhanh 2-3 ngày tới nơi hoặc gần 1 ngày. Đây cho các bạn xem một cái ụ nữa. Đây, để các bạn hiểu hơn. Đây, nó nứt hết ra rồi này. Đấy. Nếu các bạn là muốn đặt số lượng lớn về để bán lại hay là về để luộc thì các bạn cũng có thể liên hệ với nhà mình nhé các bạn nhé. Nhà mình sẽ ship theo yêu cầu của đây, bạn. Các bạn có thể là ship xe khách hay là nhà mình sẽ ship theo đường ví dụ mà các bạn đến tự lấy, các bạn có thể đến nhà mình đây, xem trực tiếp để lấy luôn. Đây, củ sắn đây các bạn. Đây, nhìn tay này. Giá thì rơi vào tầm 20 đến 25. Thì cuối năm, cuối đợt vừa rồi năm ngoái là rơi vào 27-30. Và thậm chí không có sắn, năm nay khá là san, khan rắn ngon ở Kinh Môn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới bên mình. Chào các bạn.